Bộ máy phát điện năng lượng mặt trời này sử dụng cùng với tấm pin 110W hoặc là hai tấm 200W thì đúng là hết nước chấm luôn nhá. Tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em ạ. nhiều anh em có hỏi câu này mình trả lời luôn cho anh em. Đấy, dòng máy phát điện mini này sử dụng đi picnic mới phượt. À, anh em sẽ mua thêm option là tấm pin nhá. Tấm pin lắp cùng ở trên nóc xe. Ở bộ này lắp được hai tấm pin. Hai tấm pin lắp trên xe là thoải mái lắm rồi anh em ạ. Một tấm của nó tầm 1m vuông rồi. Hai tấm 2m vuông là hết nóc xe rồi. Đấy, anh em sẽ cầm nạp phía sau nhá. Ở bộ uh, máy phát điện năng mặt trời này sẽ có 3 bản cho anh em lựa chọn anh em ạ Bản đầu tiên là bản rẻ nhất là bản 1 pin 3980 nhá Bản 1 pin này Đây là pin này cho anh em xem một quả này Đây là bản 1 pin nhá Thì sẽ một viên pin này Còn bản tiếp theo nữa là bản 3 pin Bản 3 pin của nó sẽ là 7680 là Bản 3 pin là sẽ 3 viên này Còn bản tiếp theo nữa là bản 6 pin Bản 6 pin của nó sẽ có giá là 11390 anh em ạ Đây anh em tính pin này cho mình nhá Bản một pin thì sẽ có một quả này lắp ở trong như thế này. Đấy, còn bản 2 pin, 3 pin nó sẽ là ba quả. Còn bản 6 pin sẽ là 6 quả này lắm mà lắp vào bên trong em ạ. Đấy chính là nguyên tắc của bản 3 pin, 6 pin và 2 pin. À, và một một pin. Nếu anh em xác định đi du lịch Phượt ý, thì anh em nên lắp cho mình bản từ 3 pin trở lên. Chứ không nên mua bản một pin đâu, một pin nó sạc nhanh hết lắm một pin này là sạc được cho iPhone khoảng 40 lần thôi. Mà anh em tính ở đây mình lắp là 3 đến 4 thiết bị cùng chạy một lúc đúng không? Nó sẽ tương đương với việc là ba, 4 con iPhone sạc một lúc thì 40 lần thì nói chung là đi khi không được một ngày. Đây anh em tốt nhất là lên lắp cho mình từ bản 3 pin trở lên. Đấy, bộ này thì là phiên bản mới cập nhật tính ra là cho anh em đến cái cổng cái, cái, cổng sạc sau này anh em nhìn này. Màn hình báo dung lượng này, ok chưa? Chuẩn nét nhá. À, sau phần màn hình báo dung lượng là đến phần tiếp theo là cổng ra điện 12 này thì một chỗ này anh em sẽ lắp quạt và đèn được ở đây là mình đang test cho anh em xem là quạt đèn này hệ thống quạt này Đấy, quạt 12V và đèn 12V đèn ở đây là sử dụng đèn pha nhé đèn pha sáng lắm anh em ạ đây này Đấy, sáng chưa anh em đi picnic phượt anh em lắp cho mình hai ba cái đèn pha này thì thôi sáng hết cả trại luôn anh em ạ Đấy là picnic phượt lắp cần sáng thì lắp cái này hoặc là lắp, lắp, các loại bóng dùng cổng 12 này đều được sạc thì có 6 cổng sạc nhé Đấy, sạc cho máy tính rồi điện thoại iPad đều được cắm sạc luôn vào đây đây sạc đây và tiếp theo là cổng cho anh em để cấp điện ra 220 Đấy anh em sẽ cắm vào đây ra dạ, ở đây điện 220 điện xin chuẩn nhé Công suất hãng ghi là 1 bốn Nhưng mà anh em dùng khoảng 700 quay đầu thôi Đây hãng ghi 1 tư Nhưng mình ghi luôn là 700 cho anh em dùng cho Nó vừa phải không thì nó quá Khi lại bốc khói mất anh em ạ Đấy anh em cắm vào đây Điện là sóng xin chuẩn nhá Chạy quạt đèn là êm ru luôn Chạy quạt luôn này test cho anh em xem này Đấy chạy quạt nhá Anh em với tầm 700W xin chuẩn này Anh em chạy được cả máy cắt nhá Mấy cắt lắp, nói chung đi công trình cũng dùng được con này. Hoặc là anh em đi phượt viếc đều dùng được. Nói chung là tuyệt vời.